Chào bác, hôm nay giới thiệu các bác riêng cặp Unkyo Monitor 2000. Con này bát gần 40, thùng rất gấu. Sơ sơ thì dòng này thì chuyên cho phòng thu. Đôi này đặc biệt em về được cả chân đế. Chân đế mà nó rất là cao, nó cao khoảng tầm 1 mét. Bề ngang con này thì khoảng hơn 40. Đấy, đôi chân đế này. Bây giờ xin phép các bác có nhu cầu alo cho em 098 369 8887. Giờ bận điện thoại một chút đã.